Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Kính thưa quý vị, trong những ngày này rất nhiều những đau khổ từ dịch bệnh lan ra. Con kính chia sẻ lời của Phật dạy để phần nào tự nhắc nhở mình và nhắc nhở người có nhân duyên tu hành cùng con. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy như thế nào về đồng tiền vật chất của thế gian? Giàu chưa chắc sang, nghèo chưa chắc hèn. Giàu nghèo do đồng tiền quyết định, nhưng sang hèn là do nhân cách làm ra. Mình không giàu nhưng có thể sang, mình có thể nghèo nhưng không để hèn. Phật dạy hài lòng là tài sản lớn nhất của đời người. Santuti Brahmam Dhammam. Lão Tử dạy khi lòng ta hết tham thì thế gian này thuộc về ta. Cho nên mới thấy người giàu mà lòng hẹp hòi ích kỷ, giàu mà sang tham keo kiệt, giàu mà suốt ngày nhăn nhó khó chịu thì không có gì hèn hơn. Những nghèo mà rộng lượng chia sẻ, nghèo mà vui vẻ hài lòng, nghèo mà trong sạch thanh cao thì không có gì sang bằng. Kính thưa quý vị, ngày ba bữa cơm chỉ có rau củ, nhà ở không quá ba gian, đồ bận không quá ba bộ, đó là nghèo thiệt đấy. Nhưng nếu giới hạnh thanh cao, tâm hồn thanh thản, tấm lòng rộng mở, đó là sang. Giàu nghèo có thể thấy ở hình tướng thôi, nhưng sang hèn chỉ có ở lương tâm. Giàu nghèo còn phụ thuộc vào cái nghiệp quá khứ của mình nữa, nhưng sang hèn là lựa chọn hoàn toàn ở hiện tại. Chọn làm giàu tuy khó nhưng nó dễ hơn chọn đức hạnh, vì làm giàu là năng lực thiên phú, còn đức hạnh là lựa chọn của lương tâm. Làm giàu là để hưởng thụ thôi, nhưng đức hạnh là để tu dưỡng tâm linh. Tu dưỡng thì khó hơn hưởng thụ chứ, vì hưởng thụ là bản năng, còn tu dưỡng phải rèn luyện. Chọn giàu có thì kính thờ kẻ lắm tiền lắm bạc như tiên như Phật, còn chọn đức hạnh thì lấy thiếu lấy khổ làm thầy. Chọn làm giàu á, là bởi vì mê lầm quán trọ trần gian này là vĩnh cửu, nhưng chọn đức hạnh là vì thấu hiểu được đất trời này không phải là cố hương. Người ta không kính lạy Sĩ Đạt Ta vì Ngài có cung vàng địa ngọc. Người ta không đỉnh lễ Ngài vì Ngài có vợ đẹp con xinh, cao lương mỹ vị hay cung tầng mỹ nữ. Họ không thương quý Ngài bởi vì Ngài chỉ đơn thuần tài năng và trẻ khỏe. Con người chỉ đảnh lễ Đức Phật vì Ngài có lòng từ bi vô lượng. Họ kính lại Ngài vì Ngài có trí tuệ vô biên. Con người thương yêu Đức Phật là bởi vì Ngài có nhân cách cao vời của bậc thánh nhân thoát tục. Con người có ai kính lạy một người tu hành bởi vì vị ấy có chùa to Phật lớn đâu. Bạn không đảnh lễ một người tu hành vì họ có quần chúng số đông đúng không? Bạn cũng không có thương kính một người thầy tu bởi vì tài năng và hảo tướng. Mà bạn có thể quỳ lạy trước một người tu có giới hạnh, có đức hạnh, có đạo hạnh, có phải không? Người ta không phục bạn bởi vì bạn có nhà ba lầu. Người ta không nể bạn bởi vì bạn có xe sang, đồ xịn. Nhưng người ta phục bạn bởi vì bạn có bộ óc lớn. Người ta thương yêu bạn bởi vì bạn có nhân cách cao. Những oái âm, kính thưa quý vị, kẻ thích kiếm tiền thì nhiều, mà người thật tu hành thì ít. Nên đi đâu cũng nghe thế gian không có nói nhiều hơn hai việc này: một là khoe về lắm tiền, hai là than về thiếu tiền. Nhưng kẻ lắm tiền thường khó tích đức, còn người nhân nghĩa thì sống hơi cơ hàn. Phật dạy quý vị trong kinh Pháp Cú: Hananti bago dhammedam noja pragavesino buga tanhe dhammedo hanti abeva attanam. Tài sản vật chất hại kẻ ngu, không thể hại được người trí tuệ tìm đường thoát khổ. Tham lam vào tài sản vật chất sẽ hại mình và hại người. Còn Khổng Tử thì dạy: tham giàu thì cuồng điên, mà tham quyền thì độc ác. Đồng tiền chỉ dụ dỗ được kẻ mê mờ, chứ không phỉnh lừa được bậc trí tuệ. Đồng tiền không mua được nhân cách, nhưng có thể bán rẻ sạch lương tâm. Nếu để cả đời cứ hễ thấy tiền là sáng mắt, thì sớm muộn gì cái chết cận kề cũng khiến mình thức tỉnh vô thường. Nhưng lúc đó quá muộn quý vị. Vậy nên ta thấy 15-16 người giàu của Hàn Quốc đã vứt 500 triệu won xuống đường vì biết thần chết virus Covid-19 đã đến gõ cửa đời mình. Bao nhiêu người Vũ Hán nhiễm bệnh
đã tuyệt vọng ném tiền ra cửa sổ vì biết tiền và quyền không mua chuộc được thằng chết. Có người tự châm lửa đốt nhà, có người tuyệt vọng quyên sinh, có người đau khổ cùng cực vì thấy người thương ra đi mà không giúp đỡ được. Kính thưa quý vị, đấy là bài học cho mỗi người chúng ta, và nhất là cho những kẻ cả đời sống bạc mạng kiếm tiền, không tin trời, không tin đất, không sợ nhân quả báo ứng, không trọng đức hạnh, bất hiếu với mẹ cha, bất hòa giữa anh em vợ chồng, cống cao ngã mạn, bo bo ích kỷ chỉ vì lợi danh dục vọng của cá nhân mà sống uổng phí một đời, nhưng cuối cùng một đồng cắt một xu cũng không mang theo được. Kính thưa quý vị, dục vọng là cội nguồn của mọi bất hạnh, và chuyển hóa lòng tham quay về với vô ngã là suối nguồn của hạnh phúc. Vậy nếu biết thế gian là vô thường, nhân sinh ảo mộng, sống nay không biết mai thế nào, thì giữa giàu và nghèo, sang và hèn, đồng tiền với đức hạnh, quý vị chọn cái nào? Đó là câu hỏi mà mỗi người phải suy tư trả lời cho sâu sắc. Một kiếp phù sinh ôi ngắn ngủi, ai người tỉnh mộng giấc mơ sâu. Ami Đà Phật.